Sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cuba Manuel Silvera Martinez. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ cho các bộ ngành, trong đó có Bộ Tư pháp, thắt chặt quan hệ song phương với Bộ Tư pháp Cuba, đồng thời hoan nghênh đề xuất của Bộ Tư pháp Việt Nam về việc xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba trong lĩnh vực xây dựng pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu của Cuba trong tổ chức triển khai hiến pháp mới năm 2019. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước phải là quan hệ mẫu mực cho các bộ ngành khác, hai bên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội và cho rằng thời gian qua, Quốc hội hai nước đã duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp, bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, cơ quan lập pháp của hai nước sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn, nhất là trong công tác lập pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy các bộ ngành của hai nước tăng cường các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Cuba trong công tác xây dựng pháp luật và tư pháp.